Chúng ta bắt đầu học thôi các em. Các bạn vô sau thì nữa xem video phát lại. Thì cái này là cái đề của buổi học thứ năm. Hôm trước là thầy hôm qua thầy đã gỡ lên cái qua thì gỡ lên cái nhóm Facebook rồi đó ha. Cái nhóm câu hỏi đầu tiên từ câu 1 đến câu 2 là nó cho cái thông tin về cái tỷ lệ người dùng các cái sản phẩm, các dòng sản phẩm nước giải khát, phải không? Tỷ lệ người dùng các sản phẩm nước giải khát. Cái này tỷ lệ này nó tính theo cái phiếu khảo sát, tổng số phiếu khảo sát thì là 69,3% là người dùng người ta nói là người được khảo sát đó, người ta nói là để dùng nước cam ép vi fresh. Như vậy thì ở câu 1 này nó hỏi là các cái loại nước có nhãn hiệu V-Fresh chiếm tỷ lệ người dùng cao nhất. À, thì cái này nó cho biết thông tin này luôn rồi. Và đặc biệt là sản phẩm nước cam ép chiếm bao nhiêu phần trăm? À, nước cam ép chiếm 69,3%, nó rõ ràng luôn. Thì câu hỏi này câu hỏi nhận biết. Và cho nên ở đây mình sẽ đánh vô chỗ này. Còn câu 2 là nó hỏi dòng sản phẩm nào có tỷ lệ người dùng ở vị trí thứ hai. Vậy thì mình muốn biết thôi cái tỷ lệ người dùng của từng dòng sản phẩm đó vị trí thứ mấy đó, thì mình phải tính ra. Không, mình tính ra. Thì ở đây là nó cho bốn cái dòng sản phẩm, đây là V-Red nè. Hiển nhiên là cái này mình loại trừ rồi, tại vì ở trên câu 1 là nó nói cái này là chiếm vị trí người dùng cao nhất rồi, tỷ lệ người dùng cao nhất rồi. Vậy thì còn ba cái phương án này. Còn ba phương án là number one, sister với là CEO. Bây giờ mình sẽ tính cái tỷ lệ của cái thằng number one coi nó ra nhiêu nha. Thì của number one đó thì nó có cái dòng sản phẩm, thứ nhất là cái dòng nước ép trái cây number one sweet cam, cái dòng mà number one mà dạng rút cam này đó là nó 35,4, thì mình có là 35,4%. Bạn vô rồi cái dòng nào có chữ number one nữa, đó là chân dây ép, chân dây ép là 32,1, chiếm 32,1. Mình sẽ tính cái tỷ lệ trung bình của cái sản phẩm này, chân dây ép là 32,1 mà nó còn cái nhãn hiệu nào có chữ number one nữa, đó là cái nước ép trái cây mã cầu 14,3%, 14,3%. À, mình coi còn cái dòng sản phẩm nào của number one nữa không? Number one nè, có một dòng hai dòng là cam trên dây ép và rút mã cầu ha, ngoài ra không còn cái sản phẩm nào này có chữ number one nữa, thì chỗ này nó chỉ có ba sản phẩm thôi. À, cho nên chỗ này mình chia cho ba, tính tính cái tỷ lệ trung bình nữa là ra 27,27%. À, vậy thì cái dòng sản phẩm là mùi qua nó chiếm tỷ lệ là rồi
27,27%. Rồi bây giờ mình sẽ coi cái dòng sitter này là nó bao nhiêu nha. Sitter. Rồi bây giờ mình coi coi cái chỗ nào có chữ sitter. Vfs cheater là chỗ này phải không? Nước cam ép cheater nè. Nước cam ép cheater là nó chiếm Tropicana. Cheater là 29,5%. Còn cái nào đó có chữ cheater. Nước chanh dây ép. Nước chanh dây ép cheater 16,1%. Rồi nước đào ép 8%. Nước đào ép 8%. Còn cái gì không? Nước đào ép. Đó rồi hả? Cái này mình chia cho ba. Có 3 sản phẩm, nó là 17,86%, 17,87%. Cái chỗ này mình ghi là 10, 17,87%. Tương tự mà mình kia mình tính của cái sản phẩm của Gio, Gio. Còn các bạn có đang rồi Gio thì mình thấy ở đây là ở cái dòng trong cái khung màu đỏ trên đây thì nó không có cái sản phẩm của Gio phải không? Thì Gio dưới là 11,3% nè. Nước cam ép, nước bưởi ép. Gio nó có hai sản phẩm thôi. Gio có hai sản phẩm thôi. Rồi, bây giờ cái này nếu mình cộng mình chia trung bình thì rõ ràng là nó cũng cái này là thôi mình tính luôn đi. Kyo là 11,3 nè. Cộng cho nước bưởi ép là 9,8. Có hai dòng sản phẩm thôi không? Kyo thì chỉ có hai dòng sản phẩm thôi. Rồi chia cho hai. Thì nó ra có 10,55%. Thì cái đáp án nó chỉ hỏi là xung quanh mấy cái sản phẩm này thôi, nhưng mà cái thằng này là gì vị trí chiếm tỷ lệ thứ nhất kìa, cho nên mình không chọn. Thì vậy thì chỉ có ba cái thằng này thì nó cái thằng này nó cao nhất thì nó sẽ chiếm vị trí thứ hai đúng không? Đấy, vậy thì chỗ này là mình chọn đáp án B. Rồi, đấy là cái câu 1 với câu 2. Bây giờ mình sang cái câu từ câu 3 đến câu 5 ha. Thì nó là trường Đại học Bách khoa Hà Nội công bố tỷ lệ việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp 6 tháng. Số liệu do phòng công tác chính trị và công tác sinh viên của trường thực hiện từ tháng 12 2016 đến tháng 1 2017. Thì đây là tỷ lệ việc làm, tỷ lệ phân bố việc làm của sinh viên. Thì cái chỗ này mình có cái màu vàng cam, màu vàng cam đó là doanh nghiệp tư nhân, rồi cái màu vàng là nó làm ở trong viện nghiên cứu 6% phải không, rồi cái màu xanh dương mà lợt nhất là nó làm trong cái tập đoàn kinh tế, rồi cái màu xanh dương đậm là 2% này là doanh nghiệp tự thành lập ha, tự thành lập. Cái màu nó cũng không được rõ lắm. Và cái 4% này là làm ở trong cái trường đại học cao đẳng. Còn màu xanh lá này là hành chính nhà nước ha. Còn những cái phần khác là nó có 1% thôi. Rồi. Bây giờ nó nói là phần lớn sinh viên ra trường sẽ công tác tại đâu?
Em mình thấy phần lớn nó nằm ở chỗ 42% này, tức là các cái doanh nghiệp tư nhân, phải không? Nghiệp tư nhân cái này gì thì mình chọn phương án C. Đấy. Rồi câu 4 là nó hỏi là tỷ lệ sinh viên ra trường mà công tác trong các viện nghiên cứu là bao nhiêu phần trăm. Cái này dễ hơn em, viện nghiên cứu là cái chỗ màu màu vàng, thấy không, là 6% luôn, đúng không? Đấy, cái này không không khó khăn gì cả. Đấy, mình nhìn vô cái hình mình biết rồi. Rồi câu 5 là nếu như mỗi năm có 1.200 sinh viên ra trường, thì cái số sinh viên mà tự thành lập doanh nghiệp riêng, tự thành lập riêng tức là tự thành lập đó, doanh nghiệp tự thành lập ở cái chỗ này ha, 4% nè, 4% hay 2%, cái màu sắc nó nhìn thì mình không có tương đồng, mình nhìn không có rõ thôi. Đây, chiếu rõ lớn chứ. Vậy thì cái doanh nghiệp tự thành lập này là chỗ 2% hay 4% em? Em nhìn thấy cái là tinh mắt hay nhìn nữa. 2%. Đây, chỗ 2% ha. 2% ha. Vậy là 2% của 1.200 là nó bao nhiêu người? Là 24 ha. 24 người. Tức là mình sẽ lấy 1.200 nhân cho 2%, này ra 24 người không. Nếu mà 4% thì 48 người ở đây không có. Rồi vậy thì tới câu 5 là như thế này. Rồi từ cái câu 6 đến câu 7, câu 6 đến câu 7 là về cái lĩnh vực chăn nuôi, số liệu về cái chăn nuôi. Thì mình thấy cái hình đó, nó cho như thế này, cái hình nó cho thì mình thấy đây là để là 30,3,4 triệu hộ 2016 và 2,5 triệu hộ 2019. Đấy. Còn cái hình chỗ con heo này đó thì nó để là 10 13,8 triệu con, chiếm 49% tổng đàn. Còn cái biểu đồ dưới đây thì mình thấy là cái sản lượng thịt heo hơi, sức chuồng từ từ cái chăn nuôi nông hộ là 42% so với sản lượng thịt heo hơi của cả nước ha. Rồi. Bây giờ câu 6 nó hỏi là số hộ chăn nuôi heo 2019 giảm từ mức 3,4 triệu hộ năm 2016 xuống còn bao nhiêu triệu hộ? Từ 2016 là nó 3,4 triệu hộ nè, thì nó tới năm 2019 thì nó giảm xuống còn bao nhiêu? Nó còn 2,5 triệu hộ, con số nó rõ ràng thế này đúng không? Thì mình đánh dấu dưới đây thì điều này có nghĩa là từ 2016 là 3,4 triệu hộ mà nó tới 2019 nó giảm xuống còn 2,5 triệu hộ thôi. Vậy rõ ràng là cái số hộ chăn nuôi heo đó là nó giảm xuống. Tôi nghĩ chắc cái giai đoạn này nó ngay cái dịch heo tai xanh. Câu 7 thì nó là theo số liệu thống kê tổng đàn heo hơi, sức chuồng từ chăn nuôi nông hộ 2016 là 13,8 triệu con và chiếm 49% tổng đàn heo cả nước. Thì hãy cho biết là tổng đàn heo cả nước 2016 là bao nhiêu triệu con. Thì cái này là 2016 nè. Nó nói là cái tổng tổng đàn heo trừ từ chăn nuôi nông hộ 2016 là 13,8 triệu con mà nó chiếm 49% của tổng đàn. Như vậy thì trong 2016 tổng đàn là bao nhiêu? Tức là mình có sẽ là gì đây? Số 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 heo năm 2016 của cái nông hộ á, nông hộ, và mình chia cho cái số này, mình sẽ chia cho cái số heo của cái tổng đàn này 2016 nha.
tổng này. Cái này mình nhân cho 100%, nhân cho 100 thì nó sẽ ra cái số là 49%, đúng không? 49%. Như vậy thì muốn tính số heo của tổng đàn thì mình làm gì? Vậy thì đây mình sẽ suy ra số heo tổng đàn nè. Của tổng đàn. Tổng đàn. Đàn này không có g, tôi ghi có g tổng đàn. Thì mình sẽ lấy là cái số heo 2016 này mình sẽ chia cho 13,8 thôi. Số heo của nông hộ nè, mình chia cho 49% phải không? 49. Thì nó ra là số heo của tổng đàn của cả nước ha. Đấy, thì mình lấy máy tính bấm thôi. 13,8 chia cho 49%. Chia 49% có nghĩa là mình chia 49 và nhân lại cho 100. Đấy, và nhưng mà mình có thể chia theo phần trăm thì cũng được ha. Nghĩa ra như là 28,16. 28,16, 28,16 triệu con. Rồi nó bán A luôn. Tức là em sẽ lấy cái số heo mà chăn nuôi theo nông hộ đó chia cho số heo của cả nước thì nó sẽ ra là 49%. Vậy thì cái số liệu này nó chỉ hỏi có hai câu thôi. Hỏi hai câu. Rồi, bây giờ mình sẽ sang cái phần tiếp theo, đó là từ câu 8 đến câu 10. Câu 8 đến câu 10 thì nó cho một cái bảng số liệu về gì? Sắt thép hả? Này nó nói sắt thép các loại trị giá rồi tăng trưởng rồi giá giá trị tăng thêm rồi máy ảnh máy phim máy quay phim linh kiện máy móc dụng cụ phụ tùng khác dệt may vân vân. Vậy thì mình thấy cái này nó chính là cái mấy cái sản phẩm công nghiệp đó. Và cái trị giá của nó và cái này là nó không có cho biết cái năm, nhưng mà ở dưới câu hỏi nó nói là tổng trị giá của nhóm hàng công nghiệp trong năm 2018. Thì đây cái hàng công nghiệp này. Trị giá là chỗ này đúng không? Vì tổng trị giá thì mình sẽ cộng hết mấy số này lại. Đúng chưa? Cộng hết mấy số này lại thì mình biết nó ra nhiêu. Đấy, thì bây giờ mình cứ cộng lại. Đấy. Nó hỏi là tổng trị giá của nhóm hàng công nghiệp 2018 là bao nhiêu. Đấy. Thì trị giá là cái cột thứ hai này, chỗ cái cột thứ hai từ trái qua này không? Đấy. Thì mình sẽ cộng lại. Cộng 16,5 rồi cộng cho 30,5 rồi cộng cho 4 rồi cộng cho 29,3 cộng 7,9 cộng cho 16,2 rồi cộng cho 49 49. Rồi nó bằng con số là 163,1. À, đơn vị nó tính bằng tỷ OD. Đấy, thì như vậy thì chỗ này mình chọn phương án B. Bây giờ mình đếm thử coi đây nó có tổng cộng mấy nhóm hàng nha. Đây là 2 nè, 4 nè, 6 8 9 9 nhóm hàng. Tổng trị giá của nó là 163,1 tỷ USD. Mà có 9 nhóm hàng thì nó hỏi là trung bình trị giá của mỗi nhóm hàng là bao nhiêu. Thì mình lấy cái số này mình chia cho 9 nè. Không, chia 9. Thì nó ra 18,12. 18,1. Nó làm tròn một chữ số rồi nên lấy 18,1. Vậy thì trung bình mỗi trị giá mỗi nhóm hàng là khoảng là 18,1 tỷ USD. Còn nó hỏi câu 10 là nó hỏi là trị giá của nhóm hàng dệt may. Trị giá của nhóm hàng dệt may năm 2017 là nhiêu? Thì mình thấy là nhóm hàng dệt may là 30,5. 30,5. Trị giá đó là 30,5. Và nó tăng trưởng là 16,7% phải không?
tăng trưởng 16,7%. Và giá trị tăng trưởng của nó là 4,4. 4,4. Thấy không? Vậy thì nó so với năm 2017 là nó tăng thêm 4,4 tỷ USD. Là nó được con số là 30,5. Như vậy thì mình muốn tính cái trị giá năm 2017 thì mình lấy cái 30,5 này trừ ra 4,4 là được phải không? 30,5 trừ cho 4,4. Còn 26,1. À, vậy thì 26,1. Vậy thì trị giá hàng dệt may 2017 là 26,1. Và 2018 thì nó tăng thêm 4,4 nữa nó mới được 30,5 đúng không? Thì cái này mình chọn phương án D. Đấy thì cái câu số 10 của mình là chọn phương án D. Rồi, bây giờ mình xem cái hình giờ chỗ này. Cái hình đó là thông tin, dựa vào thông tin ở trong cái hình này để mà trả lời câu hỏi 11, 12. Thì cái này là chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm trước ha. Là nó so với cùng kỳ năm trước thì nó chiếm bao nhiêu phần trăm so với cùng kỳ năm trước? Chiếm bao nhiêu phần trăm ha? Thì toàn ngành công nghiệp thì nó tăng nó chiếm 109,5% so với cùng kỳ năm trước. So với cùng kỳ năm 2018, chỉ số sản xuất và phân phối điện chiếm bao nhiêu phần trăm? Thì cái này nó nhận biết thôi, cái này chỉ số sản xuất và phân phối điện này chiếm 10 110 110,2% đúng không? 110,2%. Thì đáp án C đúng không? Cái này nhận biết rồi, có nghĩa mình nhìn vô cái số liệu này là bảng số liệu này nó có đáp án luôn. Còn câu 12 là nó hỏi là dựa vào dữ liệu cho hãy cho biết ngành công nghiệp nào có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong 8 tháng đầu năm 2019. Mình coi cái số nào nó lớn nhất thì nó tăng nhiều nhất thôi, nó tăng nhanh nhất thôi. Đó. Đấy, thì cái 110 này. Rồi cái này 110,102 này, 110,6 phải không? 110,6 là nó lớn hơn 110,2 này. Vậy thì cái ngành chế biến và chế tạo đúng không? Chế biến chế tạo thì nó tăng nhanh nhất. Vậy thì chỗ này mình chọn phương án B, chế biến chế tạo. Vậy đơn giản thế thôi. Chỉ hỏi như thế thôi. Rồi tiếp theo là mình xem các cái thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu hỏi từ 13 đến 15. Rồi, có 3 câu hỏi. Thì bảng xuất khẩu các sản phẩm của ngành dệt may năm 2018. Thì tổng cái hàng dệt may năm 2018 thì nó được 36,261 triệu USD không? Cái này cái dấu chấm là cái dấu phân kết hàng ngàn ha. Còn cái dấu phẩy nó mới là cái dấu dấu thập phân. Đấy. Còn cái này nó để là cái này là tỷ trọng của sản phẩm đó so với tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may năm 2018. Còn cái này là phần trăm so với năm 2017, tức là cái phần tăng thêm phần trăm so với 2017. Rồi bây giờ câu 13 nè, là nó hỏi là trị giá sản phẩm mặt hàng may mặc năm 2017 đạt bao nhiêu triệu USD? Hàng may mặc là cái mình coi cái dòng thứ hai này nha, dòng thứ hai này. Năm 2018 là nó là 30,489 30.489 triệu USD không? Đấy, vậy thì 2017 là nó tăng thêm là 16,7% phần trăm không, nó tăng thêm 16,7% so với năm 2017. Vậy thì năm 2017 là bao nhiêu?
Rồi cái này các em thử tính này. Nhớ cái công thức tăng thêm không? Tăng thêm là công thức của mình là có là A nè, muốn muốn tính tính là A nó tăng so với B bao nhiêu phần trăm đó, thấy không? Rồi cái này nhân phần trăm thì cái này ra 10 16,7 không? Thì bây giờ mình muốn tính B, A cho biết rồi nè. A cho biết là 30.489. Thì có thể mình thế số vô mình bấm shift son cũng được ha. Này, hàng mai mặt phần trăm so với 17. Cái này là nó không biết là nó để tăng tăng thêm hay gì, tăng thêm hay gì, rồi mấy con số này nó để lớn lớn không à? Mình chọn nó bán nào. Tỷ trọng mình sẽ dựa vào đây, cái này nó chiếm hay là nó chiếm cái phần trăm so với năm 2017 đó, chiếm phần trăm thôi, tức là cái hàng may mặc này so từ cái số này là của năm 2018 và nó chiếm bao nhiêu phần trăm so với 2017 không? Vậy thì có nghĩa là mình sẽ lấy cái số này mình chia cho 17% chứ không phải mình tính theo công thức này cơ mà. Không tính theo công thức này. Để xóa đi. Rồi mình làm thế này. Rồi mình gọi A là cái trị giá hàng may mặc 2018, rồi B là trị giá hàng may mặc 2017. Thì ta có A chia B nè, A chia B nhân cho 100%, nhân cho 100 thì nó bằng 16,7% đúng không? Vậy từ đây mình sẽ suy ra được cái B nó sẽ bằng cái gì? Cái B nó sẽ bằng A và chia lại cho 16,7%. Thì bây giờ mình tính thử ha. Thì cái B của mình là bằng 30.000 kỹ rồi. 30.000, cái này nó đưa ngàn. Không, cái này chắc là tăng thêm. Đơn vị là triệu D. Số liệu này nó cho không rõ ràng hay sao em ơi? Ai có ý kiến gì không? Rồi, có bạn nào có ý kiến chỗ này không? Này nó để tới 30.000 triệu USD. Sao dưới đây nó để có 30 phẩy mấy triệu? Nghĩ cái đề này cho sai thì sao này? Rồi cái này nữa thì còn để thầy coi lại. Thì cái số này nó để là đơn vị là ngàn triệu USD nhưng mà ở đây nó để có mấy triệu, 300 mấy, 200 mấy. Đề thì nghĩ chắc cái đề này nó cho sai. Để coi lại. Bây giờ mình coi câu 14 nè.
Cùng vốn là nó là tỷ trọng sản phẩm nguyên phụ liệu dệt may nhiều hơn tỷ trọng sản phẩm giải mành kỹ thuật khác. Nguyên phụ liệu dệt may thì tỷ trọng nó là 3,2 này, còn cái này giải mành là 1,5, thấy không? 3,2 so với 1,5 là nó bao nhiêu phần trăm? Tức là cái này so với kia là nó nhiều hơn bao nhiêu phần trăm á, thì cái công thức hôm trước mà mình nói đó là cái này thì để xem kỹ đề lại ha, cái này để xem đề lại. Rồi. Rồi cái câu 14 thì cái công thức của mình là mình muốn xem cái A nhiều hơn B bao nhiêu phần trăm, mình lấy A trừ B chia B không nhân trăm không, công thức này. Thì nó hỏi là cái A của mình nó tính là tỷ trọng nguyên phụ liệu dệt may đó. A là nguyên phụ liệu dệt may là 3,2 nè. Thế số vô 3,2 trừ cho 1,5 rồi chia cho 1,5 không nhân phần trăm. Không phải này, cái này nó so sánh cái này nhiều hơn cái kia so với kim ngạch xuất khẩu em ơi, không phải tính theo công thức này, so với kim ngạch xuất khẩu á. Tức là cái hàng này là nó chiếm 3,2% nè so với tổng cái kim ngạch xuất khẩu, không tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may, tức là nó 3,2%, còn cái này nó chỉ chiếm 1,5% à. Vì rõ ràng cái hàng này, phụ liệu dệt may đó là nó so với cái giải mành này là mình chỉ cần lấy cái 3,2 này trừ cho 1,5 thôi, tức là 3,2% mà trừ cho 1,5% là nó ra như còn 1,7% không, 1,7%, tức là mình tính theo công thức này mới được. Tức là nếu mà mình tính cái này so với cái kia là nó hơn bao nhiêu phần trăm á, thì mình mới dùng công thức nãy. Còn cái này là nó nói là cái này nhiều hơn cái kia mà so với cái tổng này là bao nhiêu nè. Đấy, thì mình chỉ cần lấy hai cái số này mình trừ với nhau thôi. Còn cái câu 15 thì nó nói là sản phẩm sơ sợi dệt các loại chiếm bao nhiêu phần trăm so với các sản phẩm hàng may mặc. Thì cái này so với cái kia nè, cái này lúc này là cái này so với cái kia nè. Thấy không? Sản phẩm sơ sợi dệt, sản phẩm sơ sợi dệt là nó bao nhiêu, sơ sợi dệt là nó là 4.025 không, tức là mình có cái A là sơ sợi dệt là nó 4.025 không, 4.025. Còn nó hỏi là so với sản phẩm hàng may mặc, sản phẩm hàng may mặc là 30.000 không, hàng may mặc là 30.489, rồi B là hàng may mặc 30. Nó hỏi bao nhiêu phần trăm mà thầy? Hàng may mặc là 30.489. Nó hỏi đơn vị phần trăm sao mình lấy của Nè bây giờ nhất. em đọc kỹ cái đề nè. Sản phẩm sơ dệt, sơ sợi dệt các loại chiếm bao nhiêu phần trăm so với sản phẩm. Tức là cái sản phẩm này so với sản phẩm kia, thấy không? Sản phẩm này so với sản phẩm kia chứ không phải nó so sánh cái tỷ trọng. Bên đây là so sánh tỷ trọng nè, câu 14 là so sánh tỷ trọng nè. Thấy không? Tỷ trọng của cái hàng phụ liệu dệt may trên tổng số cái kim ngạch xuất khẩu đó so với cái tỷ trọng của mảnh giải mành kỹ thuật khác là cái câu 14. Còn câu 15 là nói là sản phẩm sơ sợi dệt các loại chiếm bao nhiêu phần trăm so với sản phẩm hàng may mặc, đúng không? Thì cái này là nó có 4.000 mấy, còn cái này là 30.000, 30.000 mấy trăm.
đúng không? Đấy thì mình sẽ so sánh hai này coi nó chiếm bao nhiêu phần trăm nè. Thì mình lấy cái này chia cái kia nhân phần trăm đấy, phải không? Nhân phần trăm đơn vị là phần trăm, 4.025 em chia cho 30.000 489, này mình nhân thêm trăm nữa thì nó ra được cái tỷ lệ phần trăm là nó 13,2%, 13,2% chiếm 13,2%. Nếu mà mình so sánh theo cái tỷ trọng này cũng được, tỷ trọng cũng được, so sánh tỷ trọng tức là mình lấy cái tỷ trọng này chia tỷ trọng này đúng không? Rồi thử mình lấy thử cái số 10 11,1 rồi chia cho 8,4 84 rồi 11,1 chia cho 84,2 cái này nhân cho 100 nữa nó cũng ra bằng 13,2 nha, 13,2 đúng không? Nghe 13,18 nè, cũng 13,2%. Đấy, thì cũng đáp án B. Tỷ trọng chắc là nó tính theo kiểu gì đó mà nó thiếu chút ha. Rồi, thì cái câu này có câu 13 là nó hơi nó không hợp lệ chút rồi thầy bỏ rồi, vậy thì còn câu 14, 15 thì mình chọn như thế ha. Rồi tiếp theo là dựa vào cái thông tin cung cấp dưới đây trả lời câu hỏi 16, 17. Này là nó hỏi cái gì nha? Lý do mua và sử dụng nhãn hàng riêng của người tiêu dùng. Cái này là khảo sát về lý do mua và sử dụng nhãn hàng riêng của người tiêu dùng. Giá rẻ hơn. Tức là mình khi mà mình khảo sát cái vấn đề này là mình đưa cái phiếu khảo sát cho khách hàng đúng không? Đưa khảo sát khách hàng rồi mình người ta sẽ đánh giá vô tại lý do sao anh mua cái hàng này. Lý do đó, giá rẻ hơn rồi muốn dùng thử nhân dân ha. Thì có 81,8% người ta sẽ đánh vô cái chỗ ô là giá rẻ hơn. Đấy thì cái khảo sát là như thế. Rồi người ta thống kê là như thế này. Đấy. Thì sau khi mình có cái bản khảo sát thì đây nó hỏi là đa số người dùng mua và sử dụng nhãn hàng riêng vì sao? Vì giá rẻ hơn, đơn giản là thế này. Rồi câu 17 thì nó hỏi là trong các lý do mua hàng sao, lý do nào chiếm tỷ lệ cao nhất? Thì bây giờ mình sẽ ghi cái thông tin như là quảng cáo rộng rãi nè. Quảng cáo rộng rãi là nó chiếm 7,3% đúng không? 7,3%. Còn nhân viên bán hàng giới thiệu, nhân viên bán hàng giới thiệu là nó chiếm 16,6%. 16%. Và vị trí trưng bày hợp lý, vị trí trưng bày hợp lý là 9,3% ha, 9,3%. Và nhiều người sử dụng nên sử dụng theo, nhiều người sử dụng nên sử dụng theo là cái này nó có 11, 12,1%. Đấy, như vậy thì chỗ này là mình sẽ chọn cái lý do mà nó chiếm tỷ lệ cao nhất là lý do này, đúng không? À, người người bán hàng, nhân viên bán hàng giới thiệu. Đấy, vậy mình chọn cái phương án này. Đấy, thế thôi, cái này chỉ là mình chỉ nhìn vô cái số liệu mà có ngay đáp án. Rồi tiếp theo là dựa vào thông tin cung cấp dưới đây để trả lời câu hỏi từ 18 đến 20. Tức là ở đây là nó cho cái biểu đồ đánh giá cái tỷ lệ nhu cầu tuyển dụng lao động theo trình độ. À, nhu cầu tuyển dụng lao động theo trình độ ha. Đây là biểu đồ đánh giá. Thì cái màu 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 đất này. Cái hình màu đất, cái màu đất này nó là lao động phổ thông. Còn cái màu vàng đó là bằng nghề, tay nghề. Màu xanh lá là bằng trung cấp. Màu đỏ là cao đẳng và màu màu xanh lá dợt dợt ấy, thì nó là đại học. Thì câu 18 nó hỏi là nhu cầu tuyển dụng lao động trình độ theo trình độ 6 tháng đầu năm ở trình độ nào cao nhất? Thì ở lao động phổ thông là cao nhất đúng không?
nó nhiều nhất à, ở phổ thông. Cái này là câu hỏi nhận biết thôi. Còn cái câu 19 là nó hỏi là nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ đại học là bao nhiêu phần trăm? Trình độ đại học là có 4,11 phần trăm đó, đúng không? 4,11 phần trăm. Rồi cái câu 20 thì nó hỏi là nhu cầu lao động ở trình độ cao đẳng nhiều hơn so với nhu cầu tuyển dụng lao động đại học là bao nhiêu phần trăm. Tức là cái này là nó hỏi nhiều hơn bao nhiêu phần trăm. Thì em thấy mấy con số, cái đáp án dưới đây là nó để những cái số cao thôi, phải không? Cái này là so với cái kia, cái A so với cái B, là A nhiều hơn cái B, là tính theo B bao nhiêu phần trăm, là đại khái nó hỏi như thế. Tức là từ giờ mình nói về cái công thức này, bây giờ mình chưa chưa có cơ hội sử dụng nè. Muốn tính A nhiều hơn B bao nhiêu phần trăm thì lấy A trừ B rồi chia B, phải không? Tất cả nhân trăm, phải không? Đấy. Đó thì mình sử dụng công thức này. Thì cao đẳng mà so với đại học là mình sẽ lấy 8 và 8,12, phải không? Là cái này là 8,12 thì trừ đi cho 4,11 rồi chia cho 4,11. Mình làm như thế này cũng được á, rồi sau đó mình nhân thêm trăm nữa. Đó, thì nó ra được cái đơn vị phần trăm là nó 97,57% nếu mà làm tròn, ha, 97,57% là 97,6 nếu mà làm tròn một chữ số là 97,6. Thì đáp án là câu A 97,6, 97,7, 97,5, 97,8. Thì cái này nó kiểm tra cái vụ làm tròn số của mình, 97,56, 97,7,6 làm tròn lên là chỗ này 6 là làm tròn như đây ha. Thì em có thể làm tròn ở trong cái máy tính cũng được. Đấy, thì trên đây là thầy giải mẫu cho các em cái đề mới đưa lại hôm qua ha. Thì ở đây nó có một cái câu nó không không rõ ràng, để nữa thầy nghiên cứu lại, để thầy nghiên cứu cái câu này lại, câu 13. Cái gì thì trả lời sau trên cái nhóm Facebook ha. Thì cái buổi học về phân tích số liệu thì buổi buổi nay đến đây tạm dừng ha. Rồi, thì xin xin chào các em.